Chào bạn nhé, hôm nay mình chế một cái bếp đun dầu thải từ cái vỏ lốc tủ lạnh cũ hỏng này nhé. Đây nguyên còn nguyên cái vỏ cũ hỏng, cái này cũng vỏ lốc tủ nằm, cái loại tủ đông ấy. Mình đục đéo linh tinh nữa. Đây còn nguyên cái vỏ cái lõi mình vứt đi, đục ra để làm bếp, thử xem chế cái bếp đun dầu thải bằng cái bộ này ok không. Độ cao của cái bộ bếp này khả năng là vừa, khá là đẹp, là hơi to, hơi to thôi. Cái này vỏ sắt nó dày mình tận dụng luôn. Đây, chân lốc tí mình hàn hết vào, đục đéo ở trong này cho nó tròn lại. Này mấy chân khoan lỗ thì dưới đít đục ở chân này, là bắt cái chân. Rồi, thì mình làm nhé. Đây, đang có cái vỏ lốc hỏng thì tự nhiên nghĩ ra chế. Đục mãi mới ra được hết mấy miếng chân trong này sạch này. Mấy lỗ bên cạnh tí mình hàn lại, mình khoan một lỗ ở đây nhé. Đây ông này ông 32 này. Giờ mình khoan một lỗ ở đấy nhé. Các bạn không có máy khoan thì lấy máy hàn xì cũng được, hoặc là có bàn khoan nhé, lỗ to nhé. Mình bây giờ đang mình cũng có bàn khoan nên là mình thôi cho vào máy tiện này. Kẹp vào đây, khoan lỗ đây, to là đúng vừa cái ống 32 thôi. Thank you.
Đây, giờ đã hoàn thiện rồi, giờ đến là công việc test này. Cái khỏ này. Nhớt thải, cái bình đựng nhớt thải kia mình chưa cho đâu. Đây là cái nắp mà cho vào cái nồi này. Nắp này là tiện cho nhôm nó có cái đồ cắm điện. Đó. Kia là cái bình nhé, bình 12V để mà nuôi cho cái khỏ này. Rồi, mình lắp vào nhé. Thì cho ít nhớt vào kia cho nó cháy nóng nhớt đi, nó xong mình xả này xuống nó mới cháy được. Đây đây nhất chưa cháy được kiểu đấy nhất giờ mình lấy cái khò nhanh thôi nhá, cho khò đây mình khò cho nhất nó nóng lên nó cháy nhanh hơn đấy, bắt đầu cháy đấy. Lúc nó bật phần lên phát được cho nha. Có cháy ok không? Đây bây giờ nước nước nóng rồi nhưng mà không, chưa thấy cháy đâu. Chưa cháy được mạnh. Đấy, bắt đầu lên dần đấy. Mỡ này cho xuống nha. Kính cho xuống dần. Đây bây giờ nó đang cháy bé này. Vẫn có khói này. Cho này xuống từ từ để xem như nào ấy nhá. Xem cháy nào. Mình chưa làm được nó cháy mạnh được. Lúc mình sẽ xem như nào. Đây bây giờ nhớt này nó nóng lên. Không có ít khói nào luôn nha.
mình úp cái này vào nó lại không cháy được nhá, hay là cái bếp mình to quá. Đây, sành lè luôn nhá, không có ít khói nào luôn, rất nóng luôn nha các bạn nhá. Đây, cái này mình chỉ gió này thôi, rất nóng luôn đấy, nóng lắm. Đây, ok đó. Sau một hai lần chỉnh khoan thêm 4 cái lỗ trên, cháy ok đó. Lửa xanh le luôn nhá, không có ít khói nào luôn. Cái này nấu ăn thoải mái luôn. Cái này mình đặt thêm được cái miếng kia vào nữa, nó cháy thì ok đó. Sôi khá nhanh, nó chụm rửa lại. Sôi không sục luôn nha. Mất khoảng tầm 15 phút nước sôi nha. Lửa xanh bét luôn, không có khói nha.